Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Thịt chưng mắm tép là một cái món ăn dân dã của người Việt Nam. Món ăn nó phù hợp ăn với cơm. Cái món thịt chưng mắm tép này thì nó nổi tiếng ở chợ Hàng Bè, Hà Nội. Nó có từ xưa tới nay là nó rất là nổi tiếng. Còn bây giờ các bạn không phải đến chợ Hàng Bè mà phải mua thịt chưng mắm tép. Bây giờ mình có thể làm và thưởng thức ngay tại nhà do chính tay mình nấu. Cái thời tiết mà trời se se lạnh, lại mưa thì được có một cái bữa cơm ăn ngon quây quần bên gia đình với một bát cơm nóng, với một đĩa thức ăn ngon thì đấy thật là một cái điều rất là tuyệt vời. Nhưng mà lời đầu tiên thì mình muốn chia sẻ với các bạn, nếu mà các bạn nào mà chưa bấm đăng ký của mình thì hãy bấm nút đăng ký để theo dõi những cái video mới nhất của mình ra, và đó cũng là sự ủng hộ rất là lớn lao đối với mình. Để làm được cái món thịt chưng mắm tép này phải cần những nguyên liệu như thế nào, cách chế biến ra làm sao, thì xin mời các bạn theo dõi mình hướng dẫn ngay sau đây. Nguyên liệu để chế biến hôm nay thì mình có thịt nạc vai là 500 g. Thịt nạc vai này thì mình mua về nhà và mình xay sẵn luôn để mình giới thiệu với các bạn nó được nhanh. Mỡ phần này thì mình mua là 200 g mỡ phần, mình cũng thái sẵn luôn các bạn ạ. Gia vị rau củ thì chỉ có là sả, mình sử dụng 3 củ. Diềm củ tươi 2 củ nho nhỏ khoảng 30 g. Và 5 củ hành tím. Gia vị thì chỉ có đường, mắm tép. Và mình có sử dụng thêm một chút mắm tôm các bạn nhé. Hành tím thì mình sẽ đập dập băm nhỏ. Xả thì mình cũng băm nhỏ. Mình sẽ thái lát mỏng xong mình sẽ băm nhỏ. Riêng thì mình cũng đập dập rồi băm nhỏ các bạn. Đây là có cái số lượng mà nó ít quá nên mình không cho vào máy xay, rất là khó xay nên mình băm nhỏ các bạn. Riêng này thì mình sẽ băm nhỏ xong rồi mình sẽ phi vàng lên các bạn. Nó sẽ rất là thơm. Các bạn có thể là mình không thích ăn riềng thì mình sẽ vắt nước. Vắt nước để lấy nước không. Nhưng mình dùng mình làm thì mình sẽ phi luôn cả riềng ăn cho nó thơm. Mỡ phần này thì mình mua về mình đã thái mỏng rồi. Mình sẽ cho vào trong chảo để rán lên mỡ, lấy nước mỡ. Mình sẽ cho nước thì mình sẽ cho thịt vào, mình sẽ chưng bằng thịt mỡ, bằng cái mỡ nước này. Nếu mà các bạn không ăn được mỡ thì mình sử dụng dầu ăn cho nó đỡ ngẫy. Thời tiết mà se lạnh này
thì rất là phù hợp ăn những món mà thịt chưng mắm tép này, ăn rất là vào cơm. Những cái ngày mà nhà có cỗ có bàn mà các bạn cũng làm thêm một món thịt chưng mắm tép này để khi bọn người uống rượu uống bia, hay là các chị em phụ nữ mà không uống rượu uống bia thì mình cũng có thể làm để cho các anh chị khi uống rượu xong là mình có thịt chưng này để ăn với cơm, rất là tuyệt vời các bạn. Mỡ chiên như thế này là được rồi. Mình sẽ cho ra các bạn. Mình sẽ sử dụng luôn cái mỡ này. Mình sẽ phi riềng giả. Mình phi riềng giả trước các bạn. Riềng giả này nó sẽ lâu thơm hơn là hành khô nên mình sẽ cho cái riềng giả này vào phía trước các bạn. Sau đó thì mình mới đổ hành khô. Khi riềng giả này được tầm 1 phút thì mình sẽ cho hành khô vào phía cùng các bạn. Cho hết cho hành khô luôn. Mình sẽ đảo nhỏ nhỏ lửa cho nó vàng các bạn ạ. Màu riềng xả hành vào vàng ruộng như thế này thì mình sẽ cho thịt vào các bạn để đảo. Mình sẽ cho gia vị các bạn. Cái lọ mắm tép này thì mình sẽ lắc đều. Sẽ lắc cho đều để cái nước và cái nó sẽ hòa lẫn với nhau. Với cái lượng thịt như thế này thì mình sẽ cho khoảng 25g mắm tép các bạn. Khoảng một nửa muỗng cà phê canh này mắm tép. Mắm tôm thì mình cho khoảng 10g các bạn. Sẽ ít hơn một chút xíu. Đây mình cho 10g đây. Đường thì mình sẽ cho khoảng 20g các bạn. Sau đó thì đảo đều. Mình sẽ cứ rim nhỏ nhỏ lửa, sẽ om và đảo các bạn. Món thịt này các bạn cũng có thể nó để rất là lâu. Các bạn có thể để làm một lần tầm khoảng 1 cân đến 2 cân để mình ăn dần. Nếu mà mình ăn không hết thì mình sẽ bỏ vào trong một cái lọ. Mình sẽ để vào trong cái tủ lạnh. Thì sẽ để hàng tháng các bạn, không lo hỏng đâu. Nếu mà khi mình sử dụng mang ra sử dụng thì mình cũng có thể mang ra ăn thẳng luôn, hoặc là mình có thể mang ra để đun lại. Mình sẽ đảo và chưng thịt này cho khoảng thời gian 45 phút các bạn. Mình cứ nhỏ nhỏ lửa. Thì khi mà thịt nó có màu vàng như thế này là được rồi các bạn. Thịt săn vàng như thế này rồi mình tắt bếp và cho ra các bạn. Rất là ngon các bạn, mùi của mắm tép bay lên, mùi của riềng xả hành khô bay lên, nó sộc thẳng lên mũi của mình và mình cảm giác rất thơm. Mình sẽ cho ra các bạn. Rất là thơm ngon. Không quá cầu kỳ nhưng mà mình cũng cần phải làm cẩn thận và tỉ mỉ thì mới có thể cho ra để nó ăn ngon, nhìn bắt mắt chưa các bạn?
màu vàng bắt mắt, thơm ngào ngạt. Ngon quá các bạn. Các bạn nhìn này, màu vàng này, thơm ngào ngạt của mắm tép bay lên mũi mình. Hương rất là thơm, mùi xả, mùi riềng, mùi hành khô này. Thơm lắm. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn xong món thịt chưng mắm tép. Nó không có gì là cầu kỳ cả, nó rất là đơn giản. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc nó từng ni từng tí thì mới có thể ra được một cái kết quả như mình mong muốn. Thịt chưng hôm nay thì cũng có thể, nếu mà nhà bạn nào mà có dầu điều thì mình cho chút dầu điều vào đấy cho nó đẹp hơn. Nhưng mà đa phần thì mình hướng dẫn các bạn đây là nấu ăn là gia đình nên cái dầu điều nên hầu như trong bếp thì mình cũng phải nhà nào cũng có, thì mình hướng dẫn các bạn làm theo một cách phổ thông, không cần phải dập khuôn máy móc, mà mình làm nó rất là đơn giản thôi. Dầu điều cho vào đây thì nó cũng chỉ tạo màu thôi chứ không có tác dụng gì làm ngon hay làm gì được màu. Mình làm nhìn các bạn màu khá là đẹp. Đây, mình chúc các bạn thành công.